chuyện à? Đấy. 40 này, chiều dài 40 cm, chiều ngang này, chiều ngang là 18, nếu mà đo cả tay này ra là thành 23 cm, đo thân là 18 cm, chiều dài là 40 cm các bạn nhé. À, xin giới thiệu với các bạn, đây là con động điều tốc loại khủng nhất, 3000W, có dòng cấp cho động cơ là đây là dòng cấp cho động cơ này, 100A đến 130A nhé. À, điều khiển thì nó có rất là nhiều loại, cũng là 3000W, nhưng có những con nó rất là bé và có những con rất là to, như con này chẳng hạn. Con này là loại to nhất trong dòng 3000W này, khả năng chịu được những cái dòng động cơ lớn là rất nhiều. Đấy, thì các bạn dùng những cái dòng xe chở vật liệu hoặc là xe chở hàng nặng hay chở khách hoặc gì thì phải dùng những cái con như này thì nó mới chịu được này. Còn những cái con bé thì tất nhiên là nó sẽ vẫn chịu được nhưng mà nó kém, làm yếu động cơ đi. Ở đây mình test thử cho các bạn, đây là test thử cho khách hàng này. Với những cái dòng động cơ xịn ấy, thì khi vào tốc nó sẽ không bị giật xe như những cái dòng rẻ tiền, kéo ga nó sẽ giật. Còn những cái dòng 3000W này, nó kéo ga nó sẽ lên từ từ. Tất nhiên thì những cái dòng động cơ này, dòng điều khiển này thì loại nào nó cũng có đảo chiều, có phanh phiếc, có dây phanh, dây phiếc, các chức năng là có hết. Đây là những cái dòng, như dòng chức năng của nó đấy, dây chức năng của nó đủ hết đấy. Dây phanh, dây số, dây đảo chiều là có hết nhé. Đấy. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là một thông số của nó này. Đây là những cái hướng dẫn đấu lối bằng tiếng Tàu này. Còn đây là những cái thông số kỹ thuật của nó này. Đấy. Điện áp từ 60 đến 72 này. Tất nhiên là 48V thì nó vẫn chạy bình thường. 2500W đến 3000W này. Dòng 100A này đến 130A này. Đấy.